Lại chưa nổi. Tổ quá. Hello, xin chào lòng trong anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Anh em nhìn phong cảnh nơi đây có đẹp không? Lâu lắm này mới trở lại vị trí này đấy. Rồi. Vô cùng đẹp luôn. Trời này nó mưa ướt đường vào em này. Và này mà quần đùi đi cày lấy vào từ cái đoạn đường vào đã cày bé bét ở chân. Đây quảng cáo luôn anh em, quả tông mới nhá. Nó bác nào chê dép tỏ ông của em rách nhỉ. Đấy, vợ em sáng nay chạy đi mua luôn đôi dép tông mới để đi quay cho nó xịn sò này. Nhiều ông chê quá. Em nhìn chưa, cảnh đẹp. Mưa ướt rớt luôn. Giờ em phải đi liêu liêu ở trong đây, ngồi ở góc kia nó ngon hơn. Chỗ đây nó có mấy cái bụi kia, thấy cá ăn tằm này kìa. Sáng đi vội quá chưa kịp ăn sáng anh em ạ. Hai đồng mua một cái bánh này, hai chai nước. Này sai lầm của em đi mặc quần đùi đi câu. Ở chỗ này nó dâm anh em ạ. Nên thành ra là nghĩ là mặc quần đùi đi nó không bị nắng, nhưng mà ướt quá vừa cày thì ướt hết chân rồi. Trời mưa là vội đốt chứ. Chuyên mục đi câu mà cứ phải cái dây là hơi bất khuất. Ủa anh em ơi, con cá kia to chưa? Đấy anh em, trên rất nhiều hàng khủng luôn, vừa quẫy một phát ngoài kia này. Cày sụp bọt đi luôn. Đấy, cuốn cày lắm hàng. Hàng đấy. Em rất thích câu lục, nhưng mà nhiều anh em xem lại thích câu đơn. Đây thì chiều lòng anh em thì thằng em lại đổi gió đi, đánh đơn cho anh em xem. Anh em nhìn nào có phao đẹp không? Phao này cũng là phao chế luôn đấy nhá. Nhìn lại cho anh xem. Phao này phao chế ngọn anh em nhé. Bình thường quả nó chỉ có cái xanh xanh đỏ đỏ thôi. Em ơi chế thành cái ngọn, quay cho nó đẹp mắt. Đánh việc bọc này rồi. Đánh đơn cần 6H em mới tháo ngọn ra rồi. Cái ốp cần này nó cũng ốp nhiều lần quá, thành ra là nó cũng hay bị bong. Cái gì dùng nhiều mà chả hỏng. Dùng mãi nó cũng phải bong thôi. Ở trên đây là sâu lắm đấy các bạn ạ. Nó gần này ra ngoài nó bị kiểu như là nó là cái hố ngầm ấy, rất là sâu. Trong rìa thì còn lông. Đây, này quay phao thì cẳng đét cho anh em xem nó sướng mắt này. Nha. Thì hôm nay em sẽ đánh bài mùi câu cá rô anh em nhé. Nhiều bác cũng bài mùi rô của em lắm rồi nhưng mà chưa lên được. Thì em cũng muốn đi câu nhiều ấy, để chứng minh anh em thấy cái sự hiệu quả của bài mồi thì em mới lên video chia sẻ bài mồi cho anh em. Nó thật ra là dạo này cũng không có thời gian dạo này toàn đi trông con thôi. Mới sinh thì rất là bận, đi câu cũng ít mà bài mồi đã cũng ít. Nên em ra bài mồi nào nó bị chất bài đấy, thì câu được nhiều thì mới giới thiệu với anh em. Lịch đề qua vướng quá, không mấy cây. Khi cắm nuôi cái đầu ở đây, đầu cái cắm ở đây thì em giật nó thuận tay hơn, mẹ quay phao anh em nó nét hơn. Bởi vì em để máy quay trước mặt đây, mình để cần thì không để được. Được đây nhé.
sẽ chuẩn bài hơn. Tuy là cần nó hơi chéo một chút nhưng mà ok. Sổ em à. Ui hôi. Đóng đau hàng em ơi. Ui trời. Ui. Ui ôi anh em nhìn cân này. Gặp mà mấy ông ấy kịch lưới là chết rồi. Được em hàng đầu tiên chê anh em ạ. Câu mồi cá rô hay gặp chê phết nhỉ. To đấy. Con này mới gọi là hàng khủng này. Này mới gọi là hàng này, béo thế. Sâu quá. Mồm con này nó to thì ra đóng sâu nó chui tận bên trong. Tiếp thật. Chỉ sợ đập vào tay. Như ok. Vào. Con này cho tuần từ từ không ấy, nó trườn mất. Đây. Ngon luôn anh em ạ. Béo đi. Anh em con này béo chưa? Con đầu tiên. Ôi dê. Quá luật. Cá rô với cá chê ăn chung mồi anh em ạ. Mồi nào cá rô ăn thì cá chê nó cũng ăn. Rô ăn chê cũng ăn. Mút đấy.
tín hiệu có tín hiệu. Đấy. Úi giời. Có tín hiệu có tín hiệu. Đấy. Úi giời. Ủa đẹp thế trượt anh em ạ. Ủa đẹp thế hụt đẻo ý. Rô đồng. Rô đồng còn tươi anh em này. Ít giờ có chưa? Đúng kiểu cá rô. Giật cá rô này như sướng này. Mùi rô phải lên rô ấy. Vào ngay chuồng tôi. Rô phải đi rô ngay, không nên rô thì hỏng. Mút mút có tín hiệu có mút anh em này. Để bao nhìn chưa? Đấy. Bấm đẹp đấy. Bấm đẹp đấy, đóng luôn. Ha ha. Bấm đẹp đấy, đóng luôn. Ha ha. Rô đồng. Rô đồng còn tươi anh em này. Chả toàn lại cá rô này mới sướng nhỉ. Đóng ngay rõ. Vớ vẩn lại vớ lên mà hàng rất là ngon. Phao em nó là phao chạy anh em nhé. Đấy. Cho ra bắt đầu nó mới chạy. Ngồi yên yên này dễ vớ được chép to lắm. Lắm cá cho anh em này. Này, bố con ở nó đang dập cái cây anh em nhìn chưa? Đấy. Cá trên rất là nhiều luôn đấy. Bố con đang ăn đấy. Ăn cỏ này dễ cá chấm lắm.
Đấy anh em nhìn kìa, nó rung rung cây bên kìa. Để chấm khó lắm. Nay mà cầm mồi câu chấm thì đẹp quá nhỉ. Mày chết này. Ê. Bọn này ăn cái gì khôn thế. Bọn chết tiệt ăn gì khôn thế nhỉ. Con xịt đây. Em đang thừa một cái cần nữa, đang tính cắm câu anh em à. Này, cắm câu mà này à, có phao. Thường thường người ta cắm câu rồi ta không có phao, nên mà cắm câu em có phao để cho các bác ngắm xem cá nó đớp nó ngoáy thế nào nhá. Đây em cho cái máy quay của em đây. Đây các bác này, máy này em quay 10 tiếng mới hết pin cơ. Để em cắm luôn, cắm máy tại vị trí cho các bác xem phao cá đi cho trông đẹp mắt, quay thế nó mới hay. Cắm chỗ này được đấy. Đấy thì anh em nhìn phao ngắm này nó mới sướng mắt này. Đây zoom này anh em xem. Mất phao rồi anh em này. Mất phao, phao. À, được rồi. Được chú, cá lóc. Được một con cá lóc anh em ạ. Cá lóc con. Hơi nhỏ nhỉ. Nó cũng cho rộng. Bọn này mà nó nhiều quá thì nó lại để cho ăn hết cá rô phi, không còn cá rô phi mà câu bắt hết. Wow. Mút.
đóng luôn. Úi giời, úi giời, à, đẹp đẹp. Con này ác. Ui con này ác cho nhanh. Được 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 của nó đấy. Úi giời, lại chê 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 chê. Chê 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 rồi. Lại chê rồi. To quá. À, này bắn một cặp ở đấy rồi. Ủa. À, 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 à. Ừ, cái chỗ bèo bèo này nó hay cành đây khó vớt anh em ạ. Bèo hay cày khó vớt. Ác đấy. Vào vào vào. Vào đấy. Vào. Lên. Con này nó tinh ăn lắm các bác ạ. Này giọt nó mệt ạ. Toán bèo ơi. Vào chưa? À vào rồi. Vào vào giờ mày chạy đâu? Giờ thì mày chạy đâu? Giờ thì mày chạy đâu nữa? Cứ tưởng trượt. Tươi chưa? Anh em nhìn tươi chưa? Con này phải thả. Đẹp luôn đấy. Cầu cá to này nó mới sướng nhá. Ui, bình tĩnh bình tĩnh. Cá chú cứ bình tĩnh. Cá trê này về kho này ăn này tuyệt vời. Ai à. Gỡ vào tí là nó dậy phân nữa đóng một tay. Này giống này nó khỏe lắm anh em ạ. Bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Vàng vùng vàng này rồi. Con này chắc có phải hơn cân đấy. Thở. Đây gia đình ở trong này. Sướng đấy. Sướng tay quá, tay nhiều rớt chưa anh em này. Giống cá nhiều rớt thật đấy. Nhanh nhét à. À, có cá tính cá dính anh em này. Hôm nay đang giật cần này. Đầu cần giật liên tục. À, đọc trong này rồi. Ôi. À, đợi em cá lóc nữa. Nhỏ đấy. Con này câu toàn nó giống đều như nhau vậy, hai con. Nhỏ như nhau. Đây chắc là cùng một nửa rồi. Chắc là cùng một nửa rồi anh em ạ. Ghim thẳng mồm. Đẹp tươi. Thêm chú nữa, ngon quá.
bắt đầu lắng rồi đấy. Wow, ngon luôn. Wow, thế này khờ khớ anh em này, cả rô cả chê. Đẹp. Trời bắt đầu nắng này anh em ạ, ngồi này nóng quá. Không thấy thêm con nào nữa, anh em thu đồ đi về thôi. Mệt rồi đấy. Con này được khá đấy. Vừa đây còn thấy tăm nó nổi rất nhiều nhưng mà lại không ăn. Anh em nhìn là này là khá đấy. Lôi lôi cho anh em xem thành quả nhá. Này được bữa luôn. Bữa nặng luôn. Hai con bự mẹ được mấy con tua đồng, hai con cá lóc nhỏ nhỏ. Em về đây hẹn gặp lại các bác trong thời video tiếp theo nhé. Bye bye.